Dân mạng lo lắng khi Jisoo Blackpink lên nữ chính trong phim Snowdrop, là bộ phim đánh dấu vai chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của nữ idol Jisoo Blackpink. Snowdrop từng được đồn đoán là sẽ có kịch bản na ná siêu phẩm Sky Castle, tức là khai thác câu chuyện của nhiều tuyến nhân vật với nhiều hơn một cặp nam nữ chính. Thế nhưng, sáng ngày 5 tháng 10, phía nhà đài JTBC đã chính thức xác nhận Snowdrop chỉ có một cặp nam nữ chính và người sánh đôi với Jisoo sẽ là chàng mỹ nam vạn người mê Haein. Theo đó, nhân vật mà Jisoo, Blackpink sẽ đảm nhận là Eun Young-cho, một nữ sinh viên có tính cách hoạt bát sôi nổi. Mặc dù Snowdrop được dự kiến lên sóng vào năm 2021, nhưng bộ phim đã khiến các mọt phim vô cùng phấn khích khi sở hữu dàn diễn viên chất như nước cất. Đặc biệt, đây còn là bộ phim truyền hình đầu tiên do chị cả của Blackpink đảm nhận vai nữ chính, nên càng khiến người hâm mộ thêm trông ngóng. Liệu rằng Jisoo và Jung Hae-in sẽ mang đến những phản ứng hóa học ngọt ngào như thế nào khi đóng cặp cùng nhau? Trên các diễn đàn, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự phấn khích dành cho bộ phim. Wow, dàn diễn viên này thật là điên rồ! Thật sự mong đợi vào diễn xuất của Jisoo với vai chính đầu tiên trong sự nghiệp. Tôi tin chắc rằng Jisoo sẽ làm tốt hơn cả những gì chúng ta mong đợi. Hình ảnh của Jung Hae-in quá hoàn hảo, dàn diễn viên phụ cũng rất hoàn hảo. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến bày tỏ sự lo lắng, thậm chí là nghi ngờ về khả năng diễn xuất của Jisoo. Bởi trước đó, chị cả Blackpink vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Người hâm mộ chỉ có thể thấy được diễn xuất của Jisoo thông qua các MV của Blackpink và vai diễn khách mời trong dự án phim Afdol Chronicles, niên sử ký Afdol. Nhiều người lo lắng rằng cú nhảy vọt từ vai khách mời lên vai nữ chính thật sự là một quyết định liều lĩnh của Jisoo. Tôi có chút lo lắng nhưng theo một cách tích cực. Đây là vai chính đầu tiên của Jisoo và cô ấy chưa có nhiều vai diễn. Nhưng các diễn viên phụ không đùa được đâu nên tôi chắc chắn sẽ xem bộ phim này. Cố lên, hy vọng rằng Jisoo sẽ làm tốt và không nhận phải phản ứng dữ dội từ netizen. Tôi thấy hơi lo lắng vì đây là cơ hội diễn xuất thực sự đầu tiên của Jisoo, đặc biệt là với vai chính. Nhưng tôi vẫn giữ một suy nghĩ cởi mở và hy vọng cô ấy sẽ làm tốt. Bởi cô ấy vốn đã sở hữu có khuôn mặt để diễn xuất. Tôi cũng thực sự thích dàn diễn viên. Thật là một bước nhảy vọt cho Jisoo khi chỉ từ vai khách mời đã trở thành vai chính. Thật lòng thì tôi cảm thấy khá lo lắng về diễn xuất của cô ấy. Tôi nghĩ tốt hơn hết là nên giao cho Jisoo vai nữ thứ để cô ấy có thể tích lũy kinh nghiệm trước. Nhưng dù sao thì tôi cũng chúc cô ấy mọi điều tốt đẹp nhất. Những chuyện này là vì mục đích gì? Cô ấy là một diễn viên kém cỏi nhưng tại sao lại được đóng vai chính? Tôi nghĩ Jisoo sẽ trở thành Suzy thứ hai khi chỉ có ngoại hình mà không có tài năng. Trong video cuối cùng, Rose đã tỏa sáng với tư cách là một diễn viên chứ không phải Jisoo. Nếu cô ấy không thể đóng tốt ngay cả trong video, tại sao cô ấy lại được giao vai chính? Nó sẽ là một quyết định liều lĩnh. Nam chính Jung Hae-in là một diễn viên tài năng thông qua các bộ phim truyền hình mà anh ấy đã tham gia. Tôi nghĩ cần phải có lời xin lỗi cho anh ta. Bên cạnh những bình luận hóng cực mạnh vai chính đầu tay của Jisoo, không ít người lại tỏ ra bất ngờ và cả bất bình khi nữ diễn viên Kim Hyun-yoon phải đóng vai phụ. Trước đó đã có thông tin cô tham gia Snowdrop, nhưng nhiều người vẫn tin chắc rằng cô sẽ bỏ túi một vai chính, bởi trước đó cô đã góp mặt và tạo nên thành công của Sky Castle. Thực tế, việc Jisoo sẽ tham gia Snowdrop với vai trò nữ chính đã xuất hiện từ trước, nhưng phía nhà đài JTBC vẫn chưa xác nhận về thông tin nên nhiều người dự đoán phim sẽ có nhiều tuyến nhân vật chính. Vì vậy nên khi nhà đài chốt đơn bộ phim sẽ có một nữ chính duy nhất là Jisoo, người hâm mộ đã cảm thấy vừa bất ngờ, phấn khích nhưng cũng vừa lo lắng cho cô nàng. Bên cạnh đó, dựa theo nội dung được giới thiệu, Snowdrop sẽ là một phim tình cảm mang máu bi thương và ngược tâm. Điều này đòi hỏi nữ chính phải có khả năng diễn xuất tốt để bộc lộ nội tâm sâu sắc của nhân vật. Vì vậy nên việc nhiều cư dân mạng bày tỏ sự lo lắng và nghi ngờ về việc Jisoo có đảm nhận tốt vai diễn hay không cũng là điều không thể tránh khỏi. Hy vọng rằng chị cả của Blackpink sẽ rèn luyện chăm chỉ và thể hiện tốt vai Eun Young-cho để không làm người hâm mộ thất vọng. Snowdrop sẽ do đạo diễn kiêm biên kịch của bộ phim ăn khách Sky Castle của đài JTBC đảm nhiệm. Phim lấy bối cảnh Seoul vào năm 1987, nội dung kể về câu chuyện tình yêu tuyệt vọng đi ngược lại thời đại của Im Soho, Jung Hae-in, một sinh viên tại một trường đại học danh tiếng, người nổi tiếng với vẻ ngoài cuốn hút, dịu dàng, nụ cười ngọt ngào và một nét quyến rũ bí ẩn. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ đẹp hoàn hảo là rất nhiều câu chuyện bí ẩn. Và một ngày nọ, anh đột nhiên lao vào ký túc xá nữ với đầy máu trên người. Tại đây, Eun Young-cho, Jisoo, một sinh viên vui vẻ và đáng yêu, đã che giấu và chăm sóc vết thương cho anh ngay cả khi bản thân đang đối mặt với nguy hiểm dưới sự giám sát chặt chẽ. Yoon Se-a sẽ vào vai Pi Seung-hee, người mẹ nổi tiếng nghiêm khắc và đáng sợ của ký túc xá nữ. Trong khi đó, Kim Hyo-yoon sẽ đóng vai Ki Moon-up, một nhân viên trực điện thoại tại ký túc xá, người đã phải từ bỏ việc học đại học vì điều kiện kinh tế khó khăn của gia đình. Jang Seom-jo sẽ vào vai Lee Kang-mo,
người đứng đầu đội 1 của Cục Tình báo Quốc gia và luôn kiên quyết làm mọi thứ theo giáo trình. Ngoài ra còn có Jung Yo-jin sẽ vào vai Jang Hana, một đặc vụ NIS bốc đồng và nóng tính nhưng rất đam mê công việc của mình. Snowdrop dự kiến sẽ lên sóng vào năm 2021. Bạn có hào hứng với dự án phim này không nào?